Nếu như anh chị đang có nhu cầu tìm mua ở một căn ở Vinhome Ocean Park 2 tài chính dưới 5 tỷ thì đừng vội bỏ qua clip này nhé. Chào mừng chị và các bạn quay trở lại với Mr. Anh Bất Động Sản. Và trước khi bắt đầu video, anh chị vui lòng đừng quên dành tặng cho Hoàng Anh và Quỳnh Như một nút like cũng như đăng ký kênh. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng khám phá một căn liền kề có mức giá tốt nhất hiện nay tại Vinhome Park 2. Và anh rất tự tin để chia sẻ với Quỳnh Như cũng như chị các bạn, đây là một căn liền kề 48m² tại phân khu Cọ Xanh mà có mức giá tốt nhất hiện nay. Mà không chỉ tốt đâu Quỳnh Như nhá, căn này có một vị trí cực kỳ là đắc địa. Vì sao như vậy? Căn này một căn liền kề 48m tại dãy Cọ Xanh 7. Và ngay ở trước mặt thôi, đằng sau đây chính là dãy Cọ Xanh 6, đường 20m. Đối diện ở đây là công viên và bể bơi nội khu Cọ Xanh. Và Cọ Xanh 6 ấy là đường 20m. Nó sẽ kết nối từ công viên Sinpat này đến công viên trung tâm này, chung cư này và đến tận Vincom luôn. À, là đi thẳng ra. Đúng rồi. Tức là gì? Tức là vị trí của căn này ấy, đi lại rất là thuận tiện. Và không chỉ như vậy nhá, chỉ vài bước chân thôi là em đã thấy tiệm cận được cái công viên ven sông Sinpat mà anh thấy bây giờ nó rất là đẹp rồi. Và đối diện đây là bể bơi công viên nội khu. Đằng sau đây cũng chỉ vài bước chân thôi là công viên trung tâm Empire Park trong tương lai và 9 tòa chung cư. Và ngay ở bên phải này là công trường của Vinschool. Đó, thì anh nghĩ là vị trí của những căn như thế này ở cái dãy Cọ Xanh 7 ấy, mình ở sẽ rất là thuận lợi luôn. Vậy thì thông số chi tiết của căn này là như thế nào anh ha? Căn này là căn liền kề 48m² đất tại đường Cọ Xanh 7 và mặt tiền là 4m, 4 x với 12 và diện tích xây dựng của một sàn là 38m². 38m². Đúng rồi. Và xây 4 tầng một tùm. Có lẽ là ngay bây giờ anh sẽ mời Quỳnh Như cũng như chị các bạn chúng ta cùng khám phá thực tế tầng 1 để xem là 38m² xây dựng nó như thế nào nhé. Như đã bao giờ trải nghiệm một căn liền kề 48m² tại Cọ Xanh chưa? Dạ rồi. Bây giờ đây anh. Em thấy thế nào khi đi vào cái diện tích tầng 1 của căn 48m và xây 38m² xây dựng này? Mới đầu nghe 38m thì em nghĩ là khá là nhỏ. Nhưng mà đi vào rồi thì đúng là trông cũng ok đấy chứ nhỉ? Khá là ok. Thực tế đấy là một cái cảm xúc chung của rất nhiều anh chị khách hàng. Đúng rồi, khi mình chưa đến thực tế mình sẽ nghe nó nhỏ. Tuy nhiên anh thấy là gì? Với cái diện tích 48m như thế này thì chủ tư Vinhome đã thiết kế rất là tối ưu rồi. Em thấy không? Khi đi vào này, cầu thang ở giữa này, mình không gian ở phía trước này là sofa này và đằng sau này sẽ là không gian khu vực bếp và bàn ăn. Và em thấy không? Với diện tích 48m² mà vẫn có một khoảng không rất là thoáng ở đằng sau này. Vẫn thoáng. Đúng không? Thì anh nghĩ là những cái diện tích như thế này ấy đẹp hơn rất rất nhiều so với những căn nhà ở trong ngõ ở trung tâm. Và cái thấy trồng cây thoáng đãng. Đúng rồi. Vì sao? Vì em hình dung với những căn nhà ngõ ở trung tâm ấy với diện tích khoảng 30-40m ấy. Dạ. Làm gì có mặt thoáng ở sau như này. Dạ. Và làm gì có việc đỗ ô tô trước cửa được. Đúng rồi. Mà cũng làm gì có công viên và tiện ích nữa, đúng không? Và một điều anh bật mí với Quỳnh Như là gì? Hiện tại là thôi như này thôi, nhưng nếu như mà em được vào căn hoàn thiện một số căn nữa, anh chị cư dân đã về ở rồi ấy, thì em sẽ thấy là rất là bất ngờ. Tức là nó rất là nhỏ xinh và vừa vặn luôn ấy. À. Và anh hẹn em là ở video tới anh sẽ đưa em cùng khám phá. Ok anh. Và đối với căn này thì hiện tại là đang giá là bao nhiêu vậy anh? Căn này là giá hợp đồng mua bán năm ngoái là 6,3 tỷ. Tuy nhiên thì lúc đó thì chủ nhà sẽ phải trả chênh đâu đó khoảng từ 2 đến 300 triệu. Tức là nó sẽ loanh quanh khoảng 6 tỷ rưỡi. Đúng rồi. Hiện nay thì chủ nhà đang có nhu cầu chuyển nhượng lại với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Chỉ 4,8 tỷ báo toàn bộ phí sang tên và có thương lượng. Ồ, 4,8 tỷ cho một căn nhà như thế này. Đúng rồi. Nếu là em với mức tài chính dưới 5 tỷ hoặc 4 tỷ mấy đó đúng không? Thì em sẽ lựa chọn một căn hộ chung cư 3 ngủ tại Vinhome Park 1 hay em lựa chọn một căn liền kề tại Ocean Park 2 như thế này? Em á, em nghĩ là tùy cái nhu cầu hiện tại của em lúc đó là như thế nào. Nếu mà em chỉ muốn ở thôi á, mà không quan tâm đến những thứ khác như là chỗ đỗ xe hay là cái gì đấy thì em chọn Ocean Park 1, chung cư Ocean Park 1 vì theo mọi người thấy thì nó bây giờ nó đủ đầy đủ tiện ích hết tất cả rồi. Còn nếu mà em quan tâm đến nhiều thứ khác hơn nữa, ví dụ như là một chỗ đỗ xe nè là cái rất là cần thiết,
và cái thứ hai là sau này con mình lớn lên có cái gì để dành cho con mình. Đúng rồi, tức là tài sản. Đúng rồi, một tài sản cho con mình thì em chọn sự bán hai. Vì nó nhìn về lâu về dài nó vẫn hơn là mình ở chung cư. Anh sẽ cho em một cái bài toán so sánh đơn giản thôi, tại vì anh cũng vừa chuyển từ chung cư của số 1 xuống Trà Là để ở. Thì thứ nhất ấy là anh thấy là ở số 1 thì cái vấn đề đỗ xe ô tô ấy thực sự nó rất là nan giải. Và bản thân anh thì đi nhiều khi về đêm về muộn ấy thì rất là khó chịu. Nên là anh thấy xuống đây anh thấy rất là thoải mái. Khi mà mình về lúc nào được đỗ xe ở trước cửa cái là vào ngay. Và một điểm quan trọng nữa là gì về cái chi phí cuộc sống ở thế này. Anh ví dụ này, ở số Bắc 1 ấy, mỗi một căn 3 ngủ ít nhất phải diện tích khoảng độ loanh quanh 90-100 mét đúng không? Với những căn to ấy, thì em cũng phải trả mức phí dịch vụ toàn bộ cái diện tích đó. Đúng rồi. Nhưng ở đây ấy, với 48 mét vuông đất này thì em chỉ trả có 48 mét vuông nhân với 15.400 thôi. Dạ. Tức là cái chi phí dịch vụ rất là thấp. Và mỗi tháng thì anh không phải mất tiền gửi xe ô tô nữa. Thì một năm anh cũng tiết kiệm được mấy chục triệu đấy. Đó. Thì anh nghĩ là cái nhu cầu mua căn hộ 3 ngủ hay là một căn liền kề này nó còn cái nhu cầu về tích lũy tài sản và tăng lại vốn nữa. Ví dụ một căn chung cư ở số 1 em mua 4-5 tỷ. Anh nghĩ là rất khó để nó lên 10-15 tỷ. Dạ. Tuy nhiên đấy thì sao? Đất thì nó sẽ càng ngày nó sẽ càng tăng giá. Và 10 năm, 10, thậm chí 20 năm sau thì mình để lại tài sản những đứa con này thì chắc chắn là sản phẩm sổ đỏ lâu dài đất này nó vẫn giá trị hơn rất là nhiều. Và nếu như anh chị đang quan tâm đến căn liền kề này thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới nhé. Và đừng quên dành tặng cho Hoàng Anh và Quỳnh Như một nút like cũng như đăng ký kênh để anh em chúng tôi có thêm lực làm nhiều video tiếp theo để chia sẻ đến chị nhiều sản phẩm Vinhome Shop 2 có giá tốt hơn. Và bây giờ thì xin chào.